chào anh em. Mình đến từ MFBTV. Và ngày hôm nay lại quay lại gặp anh em với rất là nhiều chiếc máy mình vừa về xong. Phải nói thật với anh em là rất là vui. Bởi vì là sau Tết thì có một cái đại dịch mà rất là, tất cả mọi người đã rất là lo, đó là đại dịch virus viêm phổi corona ấy. Thành ra là hàng hóa được vận chuyển từ nước ngoài về nó rất là khó khăn. Thì mình đã phải chờ đợi rất là lâu. Đến bây giờ là sang đến gần hết tháng 2 của năm 2020 rồi mình lại mới về được tiếp những chiếc máy như thế này anh em nhé. Bởi vì là thực sự là những chiếc máy rất là quý giá, rất là quý giá đối với anh em trong thời điểm hiện tại. Hiện tại trên bàn mình là những chiếc iPhone 11 anh em nhé. Mà những chiếc iPhone 11 mà đã được đã qua sử dụng, đã dùng lướt rồi anh em ạ. Và hoàn toàn là hàng Mỹ, hàng chuyển từ Mỹ về anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy là mình đã có ghi cái thời gian kích hoạt ở trên này. Đó, mình có thể ghi thời gian kích hoạt là ngày 12/1/2021 đến ngày 12/1/2021, có nghĩa là mới kích hoạt được có tầm khoảng 1 tháng thôi. Hay là cái này là lâu lâu thì đây hàng ngày 20/11/2020 này. Đấy. Rất hoàn toàn là những chiếc máy rất là mới, rất là đẹp và đã được dùng lướt. Cái clip ngày hôm nay mình làm cho anh em ấy, bởi vì là hiện tại bây giờ iPhone 11 thì nó mới ra thôi, chưa được 1 năm. Nhưng mà mình vẫn làm clip để hướng dẫn anh em chọn mua được những chiếc máy rất là tốt nhất nha. Bởi vì là hiện tại anh em có thể mua cũ rồi mà, đúng không? Thế nên là rất là nhiều trường hợp đã mừng má lại, đã sửa chữa lại hay đã làm lại rồi. Thế thành ra anh em mua rất là nguy hiểm luôn. Anh em mua một iPhone box thì không sao, không có yên tâm. Nhưng nếu anh em mua một chiếc máy cũ thì anh em rất là lo ngại cho vấn đề anh em là bị dính vào cái máy đã được mừng má lại, đúng không? Bởi vì vỡ kính là người ta có thể là ép cái kính này hay là thay lắp lưng này, tất cả các thứ, bởi vì kính của chiếc máy này thì nó giống như chiếc iPhone XR thôi. Thế nên là vỡ kính của ép lại kính là hoàn toàn là chuyện bình thường nhá. Ngày hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho anh em cách phân biệt để chọn mua chiếc máy này thôi. Đó là chiếc iPhone 11 anh em nhá. iPhone 11 chứ không phải 11 Pro hay không phải 11 Pro Max đâu. Cái này chỉ có 2 camera thôi, anh em lưu ý là như vậy nhá. Bây giờ mình cùng hướng dẫn anh em là anh em cùng chú ý mình xem cái video này nhá. Thì anh em cũng được biết đấy, iPhone 11 là những chiếc máy được nâng cấp từ những chiếc iPhone XR. Thế nên là đây là những chiếc iPhone rất là nhiều màu sắc luôn. Thì hiện tại iPhone 11 nó cũng không có nhiều màu giống như màu XR đâu anh em nhá. Nó cũng rất nhiều màu sắc, nhưng không có màu, không phải là có màu giống như XR nhá. Thì hiện tại iPhone 11 thì nó có những cái màu gần như là đây mình cũng gần đầy đủ hết, mình chỉ thiếu màu vàng thôi. Xanh, đỏ, tím, vàng anh em nhá. iPhone 11 nó có những màu xanh, đỏ, tím, vàng này. Xanh này, đỏ này, tím này. Một cái màu vàng nữa mình không còn, màu trắng, màu đen, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen anh em nhá. Tức là gần như rất nhiều màu như thế. iPhone XR ngày xưa thì có cái màu cam này hay là cái màu xanh nước biển đấy, nhưng 11 không có đâu anh em nhá. Anh em lưu ý như vậy. Đó là những màu sắc của iPhone 11 nhá. Đây mình sẽ nói lại anh em này. Nó có một cái màu là màu xanh này, màu đỏ này, màu tím. Một cái màu vàng thì hiện tại mình không còn, bởi vì là mình chỉ lấy được những cái màu như này thôi, màu vàng mình hết rồi. Thì mình có thể để cái ảnh ở bên dưới này cho anh em nhìn nhá, để ảnh dưới này cho anh em nhìn cái màu vàng nhá. Và màu trắng, màu đen, hai cái màu cơ bản như thế này. Đấy. Và iPhone 11 là bản nâng cấp nhà có XR đây, màn hình đằng trước nó hoàn toàn giống XR anh em nhá. Đây anh em nhìn thấy này. Màn hình đằng trước hoàn toàn giống như một chiếc XR đây anh em nhìn thấy, nếu nhìn qua mặt trước này chúng ta sẽ không phân biệt đâu là XR đâu là 11 đúng không? Đó, chỉ có nhìn mặt sau này thì iPhone XR nó chỉ có một camera thôi và iPhone 11 nào nó có hai camera nhá. Những chiếc máy của năm 2019 ra mắt như là 11 là 11 Pro, 11 Pro Max ấy, thì chiếc 11 Pro và 11 Pro Max là nó có ba camera đằng sau. Đó, nó có một camera ở chỗ này và đèn flash nằm phía trên. Nó có một camera ở khu vực đèn flash anh em nhé. Còn iPhone 11 nó cũng chỉ có hai camera thôi, nó chỉ là bản nâng cấp nhẹ thôi của XR, là giá của nó rất là rẻ. Hiện tại những chiếc máy này mình bán mức giá chỉ có tầm mười mấy triệu thôi. Để cập nhật cụ thể và chi tiết nhất ấy, thì anh em cứ vào đường link mình để dưới mô tả ấy, hoặc là vào website mình là mfbtv.vn. Hoặc thậm chí anh em không thích vào web, anh có thể điện thoại trực tiếp cho mình, số điện thoại là 02 5652 6759. Trải nghiệm sản phẩm này thì anh em cũng qua 170 Lạch Chay nhé. Đấy, mình nói lại như vậy là mình có một cửa hàng tại 170 Lạch Chay thôi. Sau này mình có địa chỉ cửa hàng ở đâu nữa thì mình sẽ báo lại cho anh em biết để em có thể qua xem máy giúp mình. Đó là về màu sắc iPhone 11. Và đây là những chiếc iPhone 11 là hoàn toàn hàng lướt, bởi vì là những chiếc iPhone 11 này nó mới ra mắt thôi, chưa có thể hết bảo hành được. Đúng không anh em? Thế nên là những chiếc iPhone 11 mình được gọi là hàng lướt và còn bảo hành tương đối là dài, tùy từng máy, không phải là máy nào giống máy nào. Thế nên là anh em đi mua bây giờ cũng rất là may mắn, bởi vì nó ít máy đã bị làm lại. Thế nên là mình làm cái video này cho anh em ấy, nó gần như là chính xác hoàn toàn luôn. Đối những chiếc máy này của mình chắc chắn là một chuẩn 100% nhá. Việc đầu tiên đi mua thì bao giờ anh em cũng chắc chắn rồi là anh em cũng phải xem hình thức trước, đúng không? Hiện tại chiếc máy này thì rất là mới, anh em cứ yên tâm mà chọn thôi, rất là mới luôn. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là đây là một chiếc màu tím anh em nhá. Đây là một chiếc màu đỏ này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Đó, một chiếc màu tím, một chiếc màu đỏ. Đây là một chiếc màu xanh này, cái màu xanh rất là đặc biệt luôn. Đây, màu xanh rất là đẹp, nó giống như những chiếc Sony Xperia Z5 Compact ngày xưa đúng không anh em? Đó, đây là một chiếc màu trắng này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc máy lướt. Đó,
bây giờ nó lại một lần nữa này. Ok là anh em đi xem hình thức phải rất là đẹp nhá, bởi vì đây là những chiếc máy mới ra thôi, thành ra nó cứ sợ được máy rất là đẹp. Nhưng nó là máy lướt, thế nên là anh em vẫn nên lưu ý là nó phải có những cái vết sử dụng rồi. Ví dụ đơn giản như này này. À, anh em sẽ thử xem này. Ở dưới này thì mình có màng loa ở đây, và những cái màng loa của này của mình rất là bẩn luôn. Anh em nhìn thấy nhá. Bản thân mình chỉ vệ sinh qua qua thôi chứ không thể vệ sinh hết được. Đấy, anh em nhìn thấy này. Màng loa rất là bẩn luôn. Đó, máy cũ vậy. Chân sạc là phải có vết cắm rồi nhá. Và cũng như XR thôi, chân sạc là màu tím thì bên trong nó cũng sẽ là màu tím anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? Bên trong cũng sẽ là màu tím và có vết cắm rồi, nó cũng sẽ bẩn bẩn này. Màu đỏ nhá. Màu đỏ đây. Đó, anh em để nhìn trên thằng sạc cũng có màu đỏ không? Đó, bên trong chân sạc là màu đỏ luôn nhá. Đây là màu xanh nhá. Đó, anh em để nhìn trong chân sạc cũng là màu xanh luôn nhá. Đây, cái mặt phần nhựa bên trong chân sạc anh em nhá. Là cũng màu xanh luôn. Trên cái phần nhựa này nó có sẽ có một phần được mạ bóng, mạ được một phần phần gọi là có lẽ là kim loại mạ bóng chrome một lớp khác. Nhưng vào bên trong nó sẽ có phần nhựa là cũng là màu xanh giống phần nhựa của máy luôn nhá. Đấy, màu trắng này. Cũng là màu trắng luôn, và màu trắng rất là dễ nhìn, rất là dễ nhìn. Liệu nó có vết cắm hay chưa thì chúng ta có thể nhìn kỹ là nó rất là mới nhưng bao giờ nó sẽ có vết hơi hơi đen đen của cái chân sạc đã được cắm nhá. Đó. Nếu những chiếc máy này đã được kích hoạt bảo hành lâu lâu và cái thời gian mà anh em kiểm tra lần sạc nó lên nó tương đối là nhiều nhiều ấy. Ví dụ là khoảng trên 10 lần thì bao giờ vết chân sạc sẽ có vết. Bởi vì nếu lần sạc mà nhiều nhiều chân sạc chưa có vết thì khả năng là một là người ta gọi là thánh giữ gìn, hai là đã bị thay chân sạc anh em nhá. Màu đen thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. À, em này như này, màu đen chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. Giống như XR mà ngày xưa mình đã có clip làm XR anh em xem rồi đúng không? Đấy, như chiếc XR màu cam này của mình này. Đấy, chân sạc cũng sẽ có màu cam bên trong luôn. iPhone 11 cũng tương tự như vậy, mà chúng ta có thể nhìn thấy này. iPhone 11 với XR nó rất là giống nhau luôn. Từ cái chân sạc khu với chân sạc này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nhỉ, rất là giống nhau luôn. Đấy, mình sẽ xoay cùng một hướng cho anh em xem. Là đến cái khu vực của phím này, chúng ta nhìn thấy những cái giải anten ở đây sẽ đồng màu với giải anten của máy nhá. Giải anten ở đây sẽ đồng màu màu của chân sạc ấy. Đấy, tím này. Đấy, chúng ta nhìn thấy khay sim cũng giống này. Đó, chúng ta có thể thử. Chúng ta có thể thử xem là khay sim liệu là nó có thể lắp được theo nhau không. Đấy. Cái này là ngoài lề nhá, chứ cái này không phải là hướng dẫn anh em cái chọn đâu. Đấy, nhưng chúng ta được biết là nó sẽ. Đây, mình thử cho cái sim đấy nhá. Đó, rất là giống nhau luôn đúng không anh em? À, không vừa anh em ạ, lắp không vừa đâu. Đó, nhìn rất là giống nhau. Đó, chúng ta nhìn thế này. Phần nhựa, anh lấy lại mình lưu ý lại nữa là phần nhựa này nó sẽ có màu tương đồng với màu của sạc cái phần anten này. Đó, anh lưu ý nhá. Cái màu da cam này là con iPhone XR đấy, mình sẽ bỏ con iPhone XR sang bên để cho anh em đỡ lẫn màu nha. Đây, chúng ta nhìn lại này. Đấy, anh có thể nhìn thấy nhá. Đây, màu đỏ này. Ta nhìn thấy là những cái màu này sẽ là màu tương đồng với màu của cái chân sạc bên dưới này. Và một điều anh em lưu ý này khi anh em đi chọn mua nhé, là cái phần nhựa này rất là mịn luôn, nó rất là ăn khớp với cả phần kim loại ấy. Chúng ta sẽ cảm tưởng là như là người ta được mài và được làm rất là mịn luôn, được đánh rất là mịn luôn, như là một khối luôn, chúng ta sờ sẽ gần như là không có cảm giác luôn nhé. Còn nếu trong trường hợp anh em đi mua và anh em sờ cảm giác ấy, hoặc là anh em nhìn kỹ cái sơn này nó bị lõm vào ấy, hay là cái sơn này nó bị chán ra phần nhựa, thì khẳng định với anh em một điều luôn, đấy là không phải bỏ xịt đeo được sơn lại hoặc là được làm lại rồi đó. Và chúng ta sẽ nhìn lại cái phần gạt rung này, nhìn nó bẩn bẩn một tí là được. Trường hợp anh em mua cái máy nó vừa kích hoạt được 2-3 ngày thôi đúng không? Đó, chúng ta sẽ dựa trên cái phần kích hoạt để chúng ta có thể nhận dạng những chiếc máy này đã dùng lâu hay chưa, và đã dùng lâu rồi phải có dấu vết nhé. Còn nếu mà chưa dùng lâu mà không có dấu vết thì không sao, mà đã dùng lâu rồi mà không có dấu vết thì khả năng người ta mua người ta để tủ kính rồi, 8 lần sạc lên khoảng hơn 10 lần mà chân sạc vẫn đẹp thì chết dở thì nhiều khi rất là nguy hiểm đúng không anh em? Rồi chúng ta sẽ cùng lại nhìn lại một lần nữa về phần lưng. Thì iPhone 11 hiện tại là những cái bản này của mình là hoàn toàn là bản Mỹ, thế nên là sau lưng này nó chỉ hiểu cái hình quả táo mà nó nằm ở khu gần giữa giữa này anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn lại chiếc nào nó nằm bên trên này, ta nhìn lại không, như iPhone 11 và 11 Pro Max, 11 Pro thì nó sẽ nằm ở phần giữa, quả táo sẽ chỉ chuyển giữa một chút rồi, và chỉ duy nhất một phiên bản màu đỏ là nó có chữ product này thôi nhá. Nó có riêng duy nhất một phiên bản màu đỏ là có chữ ở đây, cũng giống như chiếc iPhone XR, iPhone 8 Plus hay iPhone 7 Plus là chỉ có màu đỏ có chữ ở đây thôi. Còn những phiên bản của thị trường nước khác, ví dụ như của châu Âu thì có thể một số cái tự như thế này ở trên những chiếc iPhone cũ được trước ấy. XS Max hay không ấy thì mình thực ra mình cũng chưa được cầm về trên tay những chiếc máy đấy, là mình chưa biết. Nghe lưu ý là hàng Mỹ là chỉ có như thế thôi nhỉ.
nó sẽ không có bất cứ một cái ký tự nào ở đây. Đấy là những hàng Mỹ mà được thương mại bình thường. Còn hàng refurbished này, hàng thị trường châu Âu này thì mình không biết là nó có in ở chỗ này không, thì mình chưa gặp, mình chưa biết. Nhưng ở đây là mình hướng dẫn anh em cách xem hàng Mỹ nhá. Đấy là cái điều lắp lưng. Và một điều rất là quan trọng là khi anh em đi mua thì điều tốt nhất là anh em nên vuốt những cái mép này. Đây, anh em có thể vuốt những cái mép này. Đấy, là để xem cái tình trạng các mép này, mấy cái kiểu viền nó có đều nhau hay không. Nếu trong tình trạng nó cao hơn chẳng hạn, một bên cao hơn, một bên thấp hơn, đấy, nó gồ ghề, nó không ăn khớp với nhau ấy, thì mình khẳng định với anh em luôn, đó là một chiếc máy có chất lượng không hề tốt. Mình không biết là xuất xứ là như thế nào, nhưng bản thân mình thấy là máy Mỹ không bao giờ có trường hợp như thế luôn. Nếu mà là lưng chuẩn, hàng refurbished, hàng xảo hành, hàng sebo thì mình không biết, bởi vì bản thân mình chưa được cầm vào. Nhưng chắc chắn là hàng thương mại bình thường được bán ra hoàn toàn bình thường cho người dùng ấy, thì những cái lưng này rất là khít anh em nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể đặt mặt trước đây này. Đấy, chúng ta có thể sờ thử này, mặt kính có thể xước như cái máy này của mình đang cầm trên tay. Đấy, anh em nhìn là mặt kính có thể xước là sử dụng rồi, là chuẩn rồi. Nhưng chắc chắn một điều là anh em có thể sờ này, nó rất là ăn khớp với nhau luôn, rất là mịn luôn, nó không có vết cận cận hay là gì cả. Nếu mà một con vết cận cận là gì ấy, mình khẳng định với anh em luôn, khả năng là nó đã bị tháo ra lắp lại không khớp, hoặc là đã bị thay kính rồi, đã bị ép lại kính rồi. Đấy, mà nó ép lại kính thì chất lượng gia công của thợ làm ép kính nó kém, thì nó sẽ làm cho cái việc anh em sờ tay đây nó sẽ bị cận cận anh em nhá. Đây là cái điều chúng ta xem qua mà hình thức bên ngoài, chúng ta cầm trên tay là chúng ta có thể nhận dạng được một phần là máy nó bị làm lại hay không, đúng không? Tất cả những cái phần như là nút bấm này, chúng ta còn nhìn thấy ở dưới mép này. Đấy, dưới mép của nút bấm này, đó, chúng ta nhìn thấy nhá, dưới mép của những cái loa này, nó đều được phai bóng, đều được phai bóng ở trên camera điện thoại của mình quay thì anh em khó nhìn lắm. Nhưng bên ngoài anh em sẽ nhìn nhá, là những cái mép này, này, những cái mép của nút bấm này đều được phai bóng nhá, đều được phai bóng hết, chứ không phải là một cái việc mà nó chỉ cắt bình thường thôi như cái khai sim đâu. Không thể như khai sim, là em có thể chọc khai sim ra em nhìn đấy, nó không bao giờ nó như một khai sim một khối này, mà đều được phai bóng hết nhá, rất là đẹp luôn. Và những cái phím này nó phải đều màu với cả viền. Cái điều này đều chắc chắn rồi, là những cái phím này anh em phải nhớ là đều màu viền này. Đấy, bởi vì là bây giờ thì rất là khó phải trường hợp nó đã bị làm lại những cái phím này. Nhưng mà có thể là sau này anh em có thể xem lại clip này của mình, là anh em có thể xem lại những chiếc máy mà anh em đi xem cũng được. Bởi vì thời gian nữa thôi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, là những chiếc 11 này đã bị làm dựng là chuyện bình thường anh nhá. Bây giờ thay lưng có rồi nhá, bây giờ thay lưng là có rồi đấy. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ cùng lên nhìn cái cụm. Nhìn lên cái cụm mà năm nay là xu hướng của năm nay của iPhone này, là nó có hình vuông như này. Khối camera thì chúng ta có thể nhìn thấy là mặt camera vẫn là lồi anh em nhé, và cái kính của camera nó sẽ lồi cao hơn là cái viền bên dưới. Anh em lưu ý về mình như vậy nhá, hàng zin nhá, là cái kính camera sẽ làm cao hơn. Điều này rất là nguy hiểm trong trường hợp anh em để úp xuống này, là nó dễ bị xước kính, nhưng chuẩn 100% là nó phải cao hơn nhá. Và anh em có thể nhìn thấy này, nó lại rất là đen nhá, nó lại rất là đen luôn. Chúng ta có thể nhìn kỹ được cái vòng bên dưới, cái camera chính ở bên dưới là rất là to. Cái này nó không đen hẳn, không đen quá như là cái iPhone XR này, em nhìn thấy không? Đấy, bởi vì là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được một phần của camera bên dưới luôn. Đó, chúng ta vẫn nhìn thấy nhá. Đấy, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một phần của camera dưới, như là nhìn tính mắt, không còn phải đèn soi đâu, là nhìn tính mắt mà ánh sáng tốt là chúng ta nhìn bên dưới. Thì cái camera bên dưới này là cái viền của camera rất là to, còn camera bên trên thì nó bé chỉ bằng nửa cái vòng thôi anh em nhá. Đây, nó chỉ tầm này này. Đây, cái này là sát mép này. Đó, camera dưới anh em nhìn là cái vòng rất là to nhá, cái vòng của xung quanh camera rất là to luôn. Đó, chúng ta nhìn ở đây, chúng ta cảm tưởng chúng ta nhìn một cái loa ấy, nó rất là giống cái loa luôn. Đó, phần phía này là đèn flash, nó là một cái kính khác nhau luôn nhé, nó là một kính khác luôn. Thế đây anh em sờ tay nó sẽ bị lõm xuống một chút này, riêng đèn flash nó sẽ lõm xuống một chút này. Đó, và cái chiếc máy này nó có một cái mic, có một cái màng của cái mic camera phía sau rất là to luôn anh em ạ, rất là to luôn. Và anh em có nhìn thấy nó là màu bạc không, trừ cái máy màu đen anh em nhé, là nó sẽ là màu đen. Đấy, còn các màu đều là màu bạc hết anh em nhá. Anh em lưu ý và rất là to nhá, chúng ta có thể nhìn thấy này. Chúng ta xoay thật kỹ nhá, cái việc là cái màng này nó sẽ bị lõm xuống một chút, và chúng ta xoay thật kỹ là nó rất là phẳng nhá, nó không có một cái vết gì mà nó sâu hơn. Ví dụ trong anh em có hiểu trong trường hợp này này. Trong trường hợp mà người ta có thay vỏ ấy, người ta muốn tháo cái màng ra, là chúng ta sẽ dùng một cái gì đó người ta chọc vào như này chẳng hạn này. Đấy, người ta chọc vào, người ta lấy ra thì cái này nó sẽ bị lõm xuống một chút. Nên anh em lưu ý là anh em nhìn nó rất là phẳng nhá. Rất là phẳng. Cái đèn là cái mic phụ của cái màng chắn bụi của cái mic phụ này, nó rất là phẳng nhá. Và cái phần mà nhô lên của khu vực camera này, nó sẽ làm mờ mờ đi, chứ nó không bóng như phần bên dưới đâu anh em nhá. Nó sẽ là mờ mờ đi, và nó làm như kiểu nhá, mình cảm tưởng nhá, sợ đây là nó phẳng nhá. Đó, chúng ta lưu ý là như vậy. Đấy là mặt phần bên ngoài của một chiếc iPhone 11 nó là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để chúng ta xem nhá, cùng vào bên trong để chúng ta xem mà liệu là tất cả mọi thứ ok hay không.
Thì việc đầu tiên bao giờ mình cũng nói với anh em ấy là chúng ta sẽ vào cái phần này. Đây chúng ta sẽ vào cái đặt này. Chúng ta phần vào cái đặt chung này, chúng ta phần giới thiệu này. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy kiểu máy là mờ ở đầu. Chúng ta là một máy thương mại bình thường, mình lại là mờ ở đầu là một máy thương mại bình thường anh em nhé. Nếu trường hợp là chữ N ở đầu ấy thì nó là máy trả bảo hành. Máy trả bảo hành thì bao giờ có chữ N ở đầu. Thế là những chiếc trường hợp máy trả bảo hành sẽ có thể thời gian bảo hành kích hoạt nó lâu rồi, nhưng mà những cái chân sạc nó là rất là mới và thời gian này anh em cắm vào trên máy tính anh em kiểm tra số lần sạc ấy nó chỉ là không hoặc là một lần sạc thôi. Đó là máy trả bảo hành là chữ N này, và chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ thấy cái tên mã là A21111 đúng không? Việc này chúng ta sẽ xoay với cả khe sim nhá. Đa phần iPhone là bao giờ là người ta sẽ ghi model vào bên trong những chiếc vỏ của mình, từ iPhone 7 một lớp đổ lại thì nó in sau lưng phần modem. Đấy, còn từ iPhone 8 mà nó trở lên lưng là kính thì nó sẽ in ở trong này anh em nhá. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Bao giờ nó sẽ nằm ở cái mặt phía màn hình nhá. Đây là chúng ta nhìn màn hình này. Bao giờ nó nằm trên mặt này này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là nó in là màu trắng. Ở trên camera cái điện thoại của mình quay vào ấy thì anh em rất là khó nhìn. Nhưng nếu anh em dùng mắt thường chúng ta nhìn đấy thì rất là dễ này, bao giờ cũng tên mã là A2111 là trúng về đây anh em nhá. Trùng ở đây, A2111 này là trùng này. À, chúng ta nhìn đó, là nó sẽ trùng với lại cả đây nhá. Đây, A2111 này. Đấy, chúng ta nhìn kiểu số máy là chúng ta đây nhá. Đấy, A2111 này. Là bao giờ nó sẽ trùng ở đây. Bởi vì là Apple người ta sản xuất ra những chiếc máy này và người ta xuất ra thị trường quốc tế nó rất là nhiều mã khác nhau. Thị trường Trung Quốc nó sẽ một mã riêng, thị trường châu Âu sẽ một mã, thị trường Mỹ thậm chí có hai mã. Bởi hai nhà mạng phân phối khác nhau nó sẽ khác nhau anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý là nó sẽ phải trùng. Rồi cô chú nó sẽ là những máy như nào thì nó thật với anh em đấy là những cái máy đã được refurbished lại bên thứ ba, ví dụ như Atau hoặc là những cái đơn vị refurbished bởi Apple người ta cho phép ấy thì đã chuẩn đã ngon, nhưng lại refurbished bởi những người thợ ở Việt Nam hay những người thợ ở Trung Quốc hay nói theo thuật ngữ mà anh em gọi ấy, là dựng lại hay thay vỏ ấy, thì đa phần là một là nó không có những cái này đối với những cái vỏ đẻo, hai là có nhưng mà nó không trùng, bởi vì người ta sẽ chọn những cái máy mà có vỏ đẹp nhưng men chết và người ta lắp cái men sống sai những chiếc máy đấy, và người thợ đấy là một người thợ không chuyên nghiệp, người ta không chú ý thì những cái mã này nó sẽ bị sai lệch. Thế nên những cái mã đã bị sai lệch cái này là anh em có tốt nhất là không chiến nhá, không chiến. Phía dưới này nó sẽ có dòng chữ là được lắp ráp bởi tại Trung Quốc anh em nhá. Đó, chúng ta sẽ nhớ là như vậy này. Mình không biết đọc tiếng Anh, mình rất dốt tiếng Anh, mình chỉ biết là in China thôi, cái gì đó in China ấy. Ở phía dưới phía bên lưng của chúng ta mình sẽ nói lại là phần modem và giấy in về phía màn hình nha, còn phần chữ sản xuất ở đâu thì nó sẽ in sau lưng nha. Đó, đó là một chiếc máy mà có tên modem chuẩn thì bao giờ nó cũng sẽ là như vậy anh em nha. Đây, để cho anh em xem lại này, đó là chiếc một tiếng của mình rồi, mình sẽ cho anh em xem lại này. Đấy, tên modem ở đây, và ở nhân tiện ở trong này thì chúng ta có thể kiểm tra được cái thời gian bảo hành là như nào, thì chúng ta sẽ sao chép lại cái phần serial number hoặc chúng ta sao chép lại phần email. Ở đây nó có sim hơi thực của email, cái số là những chiếc máy này nó chỉ có thể dùng được một sim chính là sim cứng và một sim có thể chúng ta dùng e sim nhá. E sim có hoạt thế nào thì tí mình sẽ báo sẽ chỉ anh em xem. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra lại xem là cái thời gian kích hoạt nó là như thế nào. Thì mình sẽ vào trang là check iPhone nhá. Chúng ta sẽ vào cái trong web check iPhone ngay trên ứng dụng Safari của chiếc điện thoại anh em đang xem ấy. Anh em mình lưu ý lại anh em lần nữa này, anh mình đã rất là nhiều video mình nói việc đấy rồi, chúng ta lên chỉ check ở trên Apple nhá. Chúng ta sẽ không check ở trang này này, chúng ta sẽ không check ở cái trang này này. Chúng ta không check ở những cái trang như này luôn, email pro này hay là email 24 này hay là unlock.email.net này. Những cái trang đấy là những cái trang mà nó siêu tầm những cái email sống của anh em, email không bị ai ngả nào nó bán ra người giật máy đấy. Nên anh em không vào đấy đâu nha. Và đấy rất là nguy hiểm, có thể chết máy của anh em lúc nào ấy, không biết đấy. À, chúng ta sẽ paste phần serial number của chúng ta vào đây. À, chúng ta sẽ có captcha. 3 T 8 Q G. Đó, là chúng ta đã nhìn thấy à. Hiện tại máy này của mình nó mới kích hoạt thôi. Thế nên là bao giờ nó cũng sẽ có rất tất cả đều nút xanh hết. Thì mình có thể tìm cái phần dịch ở đây nhá. Cái này nó không có tiếng không có tiếng Việt. Đó, thôi cái đọc tiếng Anh cho anh em dễ hiểu. Và đầu tiên là chúng ta sẽ có một ngày mua hợp lệ được bán chuẩn với Apple luôn, số email, số serial email hoàn toàn hợp lý nhá. Mục thứ hai là chúng ta được hỗ trợ bảo hành online đến mùng 6 tháng 4 của năm 2020 này, là khoảng 3 tháng. Chiếc máy này kích hoạt tháng 1 năm 2020 thôi đã. Mình xem lại sau này. Tháng 12, tầm tháng 12 anh em nhá. Đây mùng 6 tháng 12 này đúng rồi. Nó tầm 3 tháng đây, mùng 6 tháng 4 nó đã hết cái thời gian kích hoạt. Thì thời gian hỗ trợ online nhá, thời gian hỗ trợ bằng điện thoại này. Đó. Thời gian bảo hành phần cứng sửa chữa tất cả các thứ ấy thì đến mùng 6 của tháng 12 năm 2020 chúng ta có nhìn thấy này. Đó. Đấy.
tất cả ba màu xanh này con đầy đủ là máy nào con bảo hành trên hệ thống. Còn nếu trường hợp mà nó mất cái màu xanh ở giữa này thì đã hết quá 4 tháng rồi, nó mất màu xanh ở giữa, mất cái màu xanh ở dưới cùng này là nó đã hết bảo hành trên hệ thống Apple rồi. Nhưng cái quan trọng nhất là nó phải có màu xanh trên cùng nhé. Những máy chuẩn bởi Apple bán ra bao giờ có màu xanh trên cùng. Nếu trường hợp anh em kiểm tra mà nó không có màu xanh trên cùng ấy là mình khẳng định với anh em những email đấy Apple nó vứt đi rồi, Apple nó không quản lý rồi. Mà Apple nó không quản lý là những trường hợp như nào, những trường hợp máy được bảo hành, email đã được bảo hành mà Apple đã đổi cho khác khác rồi và cái main đấy đã bị vứt ra ngoài. Những cái máy mà bị main bị vứt ra ngoài hoặc là main bị nhảy ấy, mà có thể dựng lại con máy khác nó cũng là máy dựng. Nhưng nguy hiểm nhất là những cái email đấy nó được dựng trên, nó được nạp vào một cái chip, một cái main khác để dựng ở cái máy khác thì cái đấy nó rất là nguy hiểm. Nên tốt nhất là cứ đủ nút xanh em mua nhé, đủ nút xanh em mua là chuẩn nhất. Cái nút xanh ở trên cùng này anh em mua là chuẩn nhất nha, không được chạy ở trong ngoài đó. Việc tiếp theo là chúng ta có thể vào phần cài đặt, lại lần nữa chúng ta sẽ vào phần màn hình độ sáng. Mình nói cái này rất là nhiều từ 2008 và lớp trở lên, những máy màn hình zin bao giờ nó sẽ có trung tâm. Đây, trung tâm là cái gì ấy thì nó là cái phần thích nghi độ sáng ấy. Trong trường hợp mắt anh em mà đang buổi tối ấy, nó sẽ bị đen đen như này đấy, anh em nhìn đâu đấy, nó sẽ tối như này. Đây là phần thích nghi độ sáng anh em nhé. Đấy, còn những cái máy bị thay rồi nó sẽ không có phần trung tâm ở đâu đó. Thế nên là anh em đi mua máy anh em lưu ý là như vậy, xem có trung tâm hay không để biết là màn hình có chuẩn hay không. Mình không khẳng định là việc là bị thay màn hình khác là mất trung tâm nhá, mà mình khẳng định là cứ không còn trung tâm thì chắc chắn không phải màn hình xịn. Còn trung tâm mình không khẳng định là 100% là màn hình có bị thay không đâu nhé. Đấy, thế nên dựa vào kinh nghiệm anh em thôi. Đấy, cùng nhớ lại một lần nữa là chúng ta sẽ cùng xoay lại phần cứng lần nữa là những tất cả những cái viền anh em xoay nhá, không bị thay đổi màu bên trong. Như trường hợp mà mình nói với anh em là nếu trong trường hợp bên trong này nó bị bắt ốc ấy thì màn hình này ấy nó sẽ bị sơn màu đen lên một tí và chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu khác, là chúng ta xoay kỹ việc đấy, đúng không? Nhân tiện đấy thì mình nói lại một lần nữa, vừa giờ mình hơi đưa sót được vấn đề, anh em nghe ngay xem bỏ bên ngoài là chúng ta cùng xoay cái phần camera trước này, nó rất là kín và đen đây, nhưng mà anh em lưu ý là không có bụi nhá, xoay thật kỹ không bụi, bởi vì có bụi vào là chắc chắn là cái màn hình nó bị tháo rồi. Đằng sau có vậy là không có bụi này, chúng ta xoay thật kỹ nhá, không có bụi, cứ có bụi rồi sẽ bị tháo rồi, bởi vì những chiếc máy này rất là đẹp nên mình quên mất cái việc là xem có bụi hay không. Đó, đây mình nói lại là nữa này, anh em lại xem lại cái màn nhá, có trung tâm đầy đủ này, là màn hình đấy, là màn hình zin đây này, không khẳng định là zin là hoàn toàn nhưng đa phần là zin nhá, là chúng ta có thể xác định được một phần là chúng ta yên tâm về cái máy này như nào rồi. Đó, đây, xem iPhone 11 thì nó đơn giản vậy thôi. Hiện tại bây giờ iPhone 11 nó thật anh em là nó tin rất là vui, nó anh em mua một nó rất khó để dính cái máy dựng. Nhưng mà trường hợp này là mình sẽ cứ làm thôi, bởi vì đây là toàn bộ là máy zin rồi, mình chưa nhìn thấy máy dựng bao giờ là mình chưa biết. Cứ làm thôi, nhưng mà một vài tháng nữa anh em có thể xem lại clip này của mình ấy thì anh em cũng yên tâm một phần để anh em đi chọn nhá. Một cái tình trạng mà rất là nguy hiểm cho anh em đi mua máy ấy, bởi vì mình phải nói thật anh em ấy, những cái dòng máy Mỹ ấy, về đến Việt Nam vì sao nhiều như vậy, bởi vì đa phần những cái máy Mỹ được bán ra đối với những chiếc iPhone ấy ở bên Mỹ rất là rẻ, nhưng mà nó chỉ rẻ với những chiếc máy được nhà mạng người ta phân phối thôi. Thế nên là về Việt Nam máy Mỹ, máy có đuôi LL ấy, đa phần nó là máy lock, đa phần nó là máy phân phối nhà bởi nhà mạng nhưng đã được mua cốt lên quốc tế. Nhưng cái vấn đề ở Mỹ rất là nguy hiểm này, chúng ta cũng biết là mua cốt vĩnh viễn, hay là chúng ta mua phải một chiếc máy là mua cốt du lịch. Mua cốt vĩnh viễn là sao? Để chiếc máy đó thành quốc tế hoàn toàn rồi, không bao giờ nó bị lock lại và anh em có thể dùng như những chiếc máy anh em mua tại Việt Nam đối với phiên bản quốc tế. Nhưng những chiếc máy mua cốt du lịch ấy thì thời gian sau anh em format lại thì nó có thể thành lóc là hoàn toàn chuyện bình thường nhá. Thế nên là cái việc này rất là nguy hiểm, anh em mua một số cửa hàng rất là phải uy tín, phải tin cậy anh em mới nên mua. Bởi vì sao? Như bên mình trong trường hợp hết bảo hành mà bị lóc lại, hết bảo hành 12 tháng 11 mà bị lóc lại, mình vẫn đổi anh em chiếc máy khác. Thế nên anh em cứ hoàn toàn yên tâm nhá, việc lóc lại nó sẽ như thế nào thì đơn giản thôi. Mình có một cái kinh nghiệm, mình không khẳng định là nó có đúng chính xác 100% hay không, nhưng mà nó phải chính xác đến 99% ấy. Đó là những cái máy mà là máy Mỹ thì anh em có nên kích hoạt eSIM nhá. Nên kích hoạt eSIM thì đi mua máy thì anh em cứ chuẩn bị cho mình một cái eSIM đi. eSIM này thì đơn giản thôi, ra nhà mạng mua là có hết. Đấy. Thì và anh em sẽ kích hoạt eSIM, chúng ta sẽ không cần biết là chúng ta có cái SIM cứng hay không, bởi vì thử SIM cứng nó vẫn dùng được, nhưng trường hợp dùng eSIM không được ấy thì chắc chắn là máy lock rồi anh em ạ. Chắc chắn là những cái máy đấy nó không bao giờ dù có thể format sẽ bị lóc lại nhá. Thì bây giờ mình có bật eSIM bên này, chúng ta nhìn thấy nhá. Mình sẽ còn phần di động, mình sẽ phần phần thêm ngoài cước di động. Và mình sẽ nạp eSIM này vào. Đó. Anh em có thể nhìn thấy nó xoay lâu lâu, chứng tỏ một điều hoạt động được. Còn nếu nó báo trường hợp anh em là máy này không thể kích hoạt eSIM ấy thì mình khẳng định với anh em luôn là sau này format nó bị lóc lại đấy nhá. Đây chúng ta nhìn thấy này. Có một cái cước từ đến nhà từ nhà mạng Viettel và đã sẵn sàng để cho vào iPhone của anh em. Ok, đó là một chiếc máy quốc tế hoàn toàn bình thường đã dùng đến eSIM nhá. Còn việc tiên quyết rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ đặt lại máy. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt này, phần cài đặt chung này, và chúng ta phần vào phần đặt lại này.
Đây, chúng ta làm lại máy nha. Chúng ta xóa tất cả nội dung này nào. Và xóa iPhone. Đó. Khi chúng ta đặt lại cái này, nó có những tác dụng như nào? Thứ nhất, những chiếc máy mua cũ du lịch, nếu anh em không đặt lại, không bao giờ nó bị lắp lại. Thế là đặt lại mà không kích hoạt được SIM. Hoặc lắp SIM vào nó báo single lại, chắc chắn em phải lắp. Việc thứ hai là để biết chiếc máy này của anh em có biết ai cài đặt ẩn hay không. Đó, mình vừa nói với anh em là nếu anh em đăng nhập kiểm tra cái nào ở anh em trên những cái trang web được miễn phí iLocker.net hay là iinfopro.net thì những trang đấy nó sẽ sưu tầm những cái email của anh em và sẽ nạp cho những cái chiếc máy khác để dựng lại chiếc máy khác. Và những chiếc máy đấy nếu được bán ra thị trường, nếu mà người ta dùng iCloud và anh em không dùng iCloud ấy, hoặc anh em có dùng iCloud nhưng anh em thoát iCloud ra và anh em format ấy, thì nó sẽ khóa iCloud và tự nhiên anh em lại thấy cái iCloud đó không phải của mình. Mà quả có một cái máy ở đó thì chắc chắn một điều đó là cái iCloud của anh em đã bị nạp trên chiếc máy dựng khác rồi. Thế là anh em rất là nguy hiểm cho việc đấy nha. Nên chúng ta sẽ đặt lại việc này. Nếu đặt lại trường hợp này mà dính iCloud là một này, bị lắc lại là hai này, thì bỏ luôn không lấy nữa. Đó, nó cũng đơn giản như vậy thôi anh em nhá. Còn đơn giản thôi, anh em mua mà hàng bên mình thì tất cả những chiếc máy này mình đều xếp hàng online hết. Anh em có thể đặt hàng trên website mình là mn.vn. Có thể điện thoại cho mình theo số điện thoại 02562 6789 nha. Cứ vào đường link mình để dưới mô tả ấy, để có xem anh em thấy cái video này mình làm có ích ấy, hay là hay, anh em cho mình một like nhé, chia sẻ cho mọi người khác cùng xem. Cứ subscribe kênh YouTube của mình đi, mình sẽ đưa rất là nhiều máy, rất là nhiều lựa chọn, rất là nhiều cái hướng dẫn để cho anh em chọn. Anh em có thể yêu cầu mình làm hướng dẫn cho anh em chọn máy nào khác riêng biệt là mình sẽ làm cho anh em. Đó, đơn giản như vậy thôi nha. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.